Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay trở lại cái video tiếp theo của mình. Đây là mình đây, cu tí tài xỉu đây em ơi. Đến hẹn lại lên nha anh em. Cái ca này số của mình là hơn 18m anh em ạ. Tiếp tục kiếm lời kiếm lãi ở cổng game VB77 này anh em ơi. Ngày hôm nay mình sẽ gọi là lên và là chia sẻ cho anh em gọi là cái cách chia vốn làm sao cho hợp lý nhất, rồi anh em luôn luôn có lãi ở cổng game VB77 này nhá. Thì đối với gọi là cái cách chơi chia vốn này thì cái đầu tiên nhất thì anh em cứ phải đặt mục tiêu lời cho mình với cái số anh em đang có nhé. Thì gọi là cái ca này số vốn của mình là 18m này, thì mục tiêu lời ca này của mình sẽ gọi là từ 3-5m là nghỉ nha mọi người, 3-5m là nghỉ này. Thì đối với cái số vốn 18m này thì cái tiếng đầu tiên thì mình có thể đi được cái quả hơn 2m nha mọi người. 2m mình đang kết về con xỉu anh em ạ, đang kết về cái con xỉu thì gọi là tự tin bắt cái quả 22 ngắn nha mọi người, kết một cái con xỉu. Rồi để xem gọi là cái tiếng đầu tiên thì liệu mình có húp lãi không đây anh em ơi. Ok la luôn nha em ơi, gọi là húp lãi luôn cái tiếng đầu tiên nhá, gọi là rực rỡ luôn anh em ạ. Rực rỡ luôn. Thì đối với những cái anh em mà số vốn bé nhiều 5 đến 7 củ thì mình khuyên thật nhá, anh em có thể chia ra 2 đến 3 ca trong ngày. Mỗi ca anh em có thể kiếm từ gọi là 5 đến 7 lốp thì cũng khá là ok. Ngày anh em chỉ cần ăn được tầm 2 ca thôi là anh em cũng gọi là có thêm thu nhập rồi, đúng không? Thì như mình thì gọi là vốn to đây mình mới có thể ăn to được nha, bốn kiểu 20 củ mười mấy củ này thì ngày mình có thể kiếm gọi là 3-5 củ một cách rất là dễ dàng luôn. Thì đấy gọi là cái tiếng đầu tiên thì có gọi là đi một cái tay gọi là 2m anh em ạ, hơn 2m, 2m3 là cũng húp rồi. Giờ thì sẽ đi nhẹ nhàng lại nha mọi người, đi nhẹ nhàng lại để gọi là bảo toàn số lãi cái nhẹ nhàng bên này. Làm tới 5 lốp thôi. Nào, thì để xem tính 5 lốp này thì liệu mình có húp không đây. Gọi là ông nào mà xem mình lâu rồi thì chắc chắn cũng sẽ biết rồi. Gọi là cứ gọi là cái tiếng nào kết là mình sẽ đâm rất là căng nha mọi người. Tiếng nào kết thì mình sẽ đâm rất là căng. Và lại húp tiếp rồi anh em ạ. Húp tiếp luôn. Rực rỡ luôn anh em ạ. Húp luôn. Đặt của 24 ra 6 nhé. Rực rỡ luôn. Khi ông nào mà xem mình lâu thì chắc chắn là ông sẽ biết rồi. Thì gọi là chỉ gọi là cái tiếng đầu gọi là 1-2 tiếng đầu mình sẽ gọi là vánh căng căng, xong rồi đến những tiếng sau mình sẽ đi giảm để gọi là bảo toàn cái số lãi anh em ơi, là ăn chắc mặc bền mà, đúng không anh em, ăn chắc mặc bền mà. Thì đó là cái cách mà mình đang áp dụng để gọi là kiếm lãi bên cái cổng game VB77 này một cách dễ dàng và hiệu quả nhất nha mọi người. Là cái cách chiêu vốn làm sao gọi là dễ dàng và hiệu quả nhất luôn. Thì thôi, tập trung vào soi cầu để gọi là kiếm lãi cái anh em ạ. Soi cầu kiếm lãi tiếng này thì nhẹ nhàng vào 3 lốp 8 thôi. Tại vì cái ca này thì cũng gọi là ăn được cái tiếng đầu tiếng kết rồi anh em ạ, ăn được cái tiếng đầu tiếng kết rồi. Giờ thì mình sẽ gọi là đi nhẹ nhàng lại để bảo toàn số lãi cái nhá. Để bảo toàn số lãi cái. Đâu rồi, để xem cái tay 3 lốp 8 này thì liệu có húp lãi không đây anh em ơi. Đôi 2 mất rồi anh em ạ. Gãy luôn, đi ra cầu 1-1 rồi anh em ơi, đi ra cầu 1-1 rồi. Không sao, vẫn đang có lời. Ngó qua bên cái bên ô khả năng cao sẽ chiến đấu bên cái bàn xanh em ơi, đổi gió luôn qua bàn xanh này. Bàn xanh thì cầu có vẻ nó cũng đang khá đẹp anh em ạ. Sau cầu bẹt thì chắc chắn mà anh em nào xem mình lội cũng sẽ biết rồi, sau cầu bẹt thì chắc chắn là sẽ phang về cái cầu 1-1 em ơi, phang về cái cầu 1-1 làm tay gọi là 5 lốp con tài đi, làm tay 5 lốp con tài để xem cái tiếng 5 lốp tài này thì liệu mình có húp được không đây anh em ơi, liệu có húp được không đây. Tranh thủ làm đôi bàn tay là kiếm tí rau tí bún thôi anh em ạ. Kiếm tí rau tí bún. Đâu rồi, xem cái tiếng này thì liệu có húp được tay 5 lốp không đây anh em ơi. Liệu húp được tay 5 lốp không đây. Thông thường nha, sau những cái dạng cầu bẹt thì cái tỷ lệ nó ra cầu 1-1 rất là cao anh em ạ. Cái tỷ lệ ra cầu 1 cực kỳ là cao luôn đấy. Thì gọi là cái ca trước thì vừa chốt lãi được đâu đấy gọi là gần 4m anh em ạ. Chốt lãi rồi gần 4m rồi. Ca này thì gọi là được thêm ít nào hay ít đấy thôi anh em ạ. Được thêm ít nào hay ít đấy thôi. Để xem cái tiếng 5 lốp này thì liệu mình có gọi là húp được không anh em ạ. Ô 1-4-6. Ok la luôn anh em ơi. Nặng có 1-4-6 nhá. Húp căng đét này đẹp luôn anh em ạ. Húp căng đét này đẹp luôn. Rất là nét nhá. Nặng có 1-4-6 luôn. Gọi là nhẹ nhàng tiếp tiếng này gọi là bắt về cầu 1-1 em ơi. Cái tiếng này thì gọi là không kết cho lắm anh em ạ. Đi hết số lẻ đi. Tại vì sau cái cầu 1-1 nó có thể đi cầu 1-1 dài hoặc
À nhầm, sau cái cầu bẹt thì nó sẽ đi những cái dạng một một dài, hoặc có thể nó sẽ đi kiểu một một ngắn nha mọi người. Một một ngắn là nó đi về cái cầu 2112 anh em ạ. Để xem, gọi là cái tiếng này mình không kết cho lắm anh em ạ, nhẹ nhàng thôi. Cái tiếng này thì gọi là nhẹ nhàng thôi, gọi là không kết thì gọi là nhẹ nhàng. Gọi là để xem cái tiếng này thì liệu mình có húp lúa được không đây anh em ơi. Liệu có húp lúa được không đây, thì gọi là anh em cùng đón xem nhé. À, chuẩn bị mở bát cái tiếng 1 lốp 7 này đi. Xem cái tiếng 1 lốp 7 thì liệu mình có húp được không này. Liệu húp được không đây anh em ơi. Sáu mất rồi. Ôi đôi 6 rồi anh em ạ. Mình nhìn thấy cũng hai cái chấm xéo nữa mình biết rồi. Ê, lại xịt mất cái hũ rồi anh em ạ. Lại xịt mất cái hũ rồi. Đúng quá, gọi là một một ngắn nha em ơi. Một một ngắn. Đấy luôn. Khi nghe tiếng này thì mình sẽ xin phép anh em là mình sẽ vào nốt cái tiếng cuối nha em ơi. Vào nốt cái tiếng cuối, gọi là ăn hay thua thì mình cũng nghỉ cái ca này ở đây thôi anh em ạ. Mình cũng nghỉ cái ca này ở đây thôi. Gọi là không tham nha em ơi. Không tham. Nhẹ nhàng gọi là cái tiếng cuối là có 3 lốp đây. Gọi là cái ăn hay thua thì mình cũng đều nghỉ cái ca này ở đây thôi anh em ạ. Cũng có lời rồi. Chơi bộ môn này thì tuyệt đối anh em không nên tham nha em ơi. Người ta có câu tham thì thâm mà. Nên gọi là không phải dạy gì mà tham nhé, là cứ ăn chắc mặc bền cho mày, cứ ăn chắc mặc bền cho mình thì gọi là lúc nào anh em cũng sẽ có lời có lãi ở cái bộ môn tài xỉu này anh em ơi. Đâu rồi, xem cái tiếng cuối thì liệu mình có gọi là lụm được nữa không đây anh em ơi. Xem cái tiếng cuối này thì liệu mình có lụm được nữa không đây. Rồi, chuẩn bị mở bát nốt cái tiếng cuối đi. Một, một, ô. Ok luôn anh em ơi, mở ra đôi một nha, rất là nét luôn. Gọi là cũng chút lời ca này ở đây thôi anh em ạ. Được đâu đấy gọi là 18 m, ok, được đâu đấy gọi là 3 m 2 anh em ơi. Được đâu đấy 3 m 2. Khá là rực rỡ cái ca này rồi, đạt mục tiêu rồi anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào cái video tiếp theo.